Thiên Chúa tốt. Tại sao biết không? Tại vì mình sẽ nói rằng Thiên Chúa đó, mấy người đạo Thiên Chúa là mấy chuyện rùi vu như vậy đó. Đó, ủng hộ mấy người không 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 dạy đạo lại. Rồi dạy mấy đứa làm mấy chuyện vậy đó. Nó Thiên Chúa hả? Để mình nói nha. Thiên Chúa mà cái kiểu như vậy á, là không được. Gọi là không được, cái không có đạo đức. Gọi là trên thế giới này mà có Phật giáo nè, có Thiên Chúa nè, có đạo này cậu nọ để nó dạy người làm tốt. Mời cái đạo mà dạy không được mà làm đi phá bật phá phá đám như cái kiểu thằng nhỏ ngọc bích với cái hột cùi trên cái miệng đó, là mình để mình bấm vô đi đi tìm cái hình nó luôn nha, để thế giới thấy rằng á, dù mình không trả thù, mình phải tháng 10 2023, bây giờ là tháng 5 14 tây, 4 tây, mình chưa quên quên nhỏ này gùi bu phá đám ở trên kênh mình. Alright, lúc đó là tháng 10 có Su Bạc ở đó, có Đình người miền Tây, nhỏ này bắt kỳ đi vô với cái hột ruồi ở trên môi, rồi nó đi phá đám, nó quậy nè ở trên kênh 7. Coi chừng mày á nha mày, coi chừng tao á, mày là chết với tao á. Đời này tao sống á không qua được á, là tao cũng trời ơi giận quá rồi, giờ phải ngồi dậy luôn. Phải nhớ, con người phải nhớ, không nhớ không phải là con người. Làm con người phải nhớ, trí nhớ là trí con người, còn không phải là con tới nỗi mà ông biết không, để mình nói nha, tới nỗi con thú vật nó cũng phải biết ý chí ý nhớ nè. Để mình nói, mỗi lần á về mà ở trong trong cái gọi là psychology lab, là ngay chỗ mà để cho mà học về mà tâm thần, nó lấy mấy cái con thú, là con chuột nè, con khỉ nè, con chim nè, nó nuôi nhiều lắm. Rồi nó coi cái ý chí nhớ của mấy con thú ra sao, giống như nó thực tập mấy cái con nó để coi nó có hiểu biết không, bởi vì nó gọi là cái bell á, nó ring vậy nè, để coi nó mỗi lần nó lại ăn á, chuột á, nó hôm nay nó để bên đây, khi nó lấy cái bell nó ring vậy, rồi khi nó hôm nay á nó để bên đây, khi con chuột nó chạy lên bên đây không, mà mỗi lần nó làm vậy là có đồ ăn. Còn mình săn sóc chim á làm sao phải không, để coi nó nói chuyện với nó ra sao, bởi vì khi chim không phải chim lẻ loi, chim phải đi với vạch đàn. Ông nói tại sao mà nó nói chuyện sao mà nó không có bao giờ đi lẻ loi, nó phải đi nguyên đàn. Ok, bởi vì mình mới nói con người khôn hơn là tiếng nói, giọng nói, lời nói. Tại sao mà con người không nhớ được những chuyện gì nó làm? Mình phải nhớ, mình phải nhớ. Giống như người đàn ông bạc bội mình hả, mình phải nhớ rồi mình sẽ trách ổng hết cuộc đời. Nghe chưa? Nhớ bộ hoài, đang đang con trai già này con chả đang gì phải không, lấy điện thoại, một cái điện thoại con chả dậy dậy rồi bài bây giờ bài đặt gật đầu con chả đâu phải thiệt đâu, con chả đang gì đó mà con chả đang gật đầu cái kiểu như là ô em nghe anh nghe em cái gì. Kênh gì? Đấy, sao? Giờ play bị lỡ ẩn luôn hả? Giờ play bị ẩn hả? Cái kênh chính nó đè vào nó vứt ở trên người đang ngủ này, đè vào anh nhầm cái anh
anh vứt lại cờ lê đúng không, anh vứt lại cờ lê thì anh cứ để anh vứt lại cờ lê thì anh cứ để trên cái ngủ này, anh quên thế là để mà ẩn nhầm cái kênh chính là để ẩn nhầm vào cái kênh phụ là play vai 100, nó là ẩn ẩn Nó dễ ẩn ẩn ẹc ẩn à, ẩn dễ ẹc ẩn à. ẩn 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 Hồi như bây giờ đi lên live nè, lên cái kênh á, nãy mình chỉ rồi mà không biết làm sao mà phải không? Chưa kiện và mình ẩn nhầm tương lai là đâu ấy, tương lai nó ấy được đâu, được tương lai mình đâu có được xuống khi nó xuống được về file rõ ràng được. được new Được rồi, không? Tương lai 10 tiếng 46 phút là tí nó xuống rồi, phải trèo lên lại lại. studio. Nhưng mà đâu cần đi Bay rồi. lên. Đấy em nằm như thế nó trở nên dậy dậy thì sớm phải lạnh như vậy. No, mình nói với ông là ông lên live được mà, ông là chủ mà, ông đâu bị ẩn đâu, giờ đánh vô thử coi. Kệ đó, anh kệ đó là anh nhầm đích để phụ cái kinh của anh mà. Không, ông là chủ, ông đâu bị ẩn đâu, dù nó ẩn ông cũng đâu có nhàm, tại là ông là chủ mà. Để bông ngủ quên nó đè vào chứ không phải là Không, mình nói nãy ông là vẫn là chủ, rồi cái nick phụ nó ẩn ông, cái chủ cũng đâu ẩn được. Tại ông là chủ mà, nằm tiếp. Đi xuống miệng tắt cái khỉ. sao giờ này dậy sớm như vậy, tối qua ngủ trễ mà. Không, tối qua nghe hết hai người nói chuyện. Giờ đây em chưa ngủ hả? Nghe hết, nằm đây sao ngủ được, bởi vì mình mới nghe hết. Hồi Sao em không nghe giống như tiếp hồi nghe em xưa nói bà lại Lon nghe. Lâm á, nói xấu mình ở trên kênh mình với anh Kha, mình nghe hết chứ bộ. Giờ sao nghe hết, toàn người ta ngủ thiệt chứ bộ, người ta ngủ nhưng mà nhiều khi bà tưởng mình ngủ thiệt rồi mình không nghe, ngủ nghe hết chứ bộ. Có ai thì anh mới quen biết bà thôi, nhưng lại Là anh ta quen mệt biết quá, anh bà ta không trả cũng 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 lời, tin đấy. anh ta Ôi không trả ôi lời tại anh ta mệt, nhưng buồn vậy. mà đừng nghĩ rằng mình không nghe, bởi vì bà chơi trò đó, mình nghe hết, mình hồi từ bà luôn, không muốn làm bạn luôn. Người bạn gì đang nằm ở tự nhiên nói xấu mình, còn nói còn bên bên ai biết không, bên ông á. Rồi Nghe là bà nói cái câu gì biết tôi không, bà nói cái câu gì mình vẫn còn nhớ nha. Có sao đâu, người ta có chồng, hy sinh á, là cho chồng cặp vợ bé, bà nói vậy đó. người ta có chồng là sao? Ai có chồng? Người yêu yêu chồng á, là phải cho chồng cặp vợ bé, bởi vì mình từ bả luôn, mình không có chồng, mình đâu cần chồng mình cặp vợ bé. Tại vì nếu mà chồng mình mà cặp vợ bé đó đâu phải là chồng mình. Bả nói á, là yêu chồng á, là phải cho chồng có vợ bé. Cái gì? Bởi Bà mình không hay có thấy chơi với bà phe đó luôn, phe bên đó đó. Phe gì kỳ vậy? Thương chồng á, thì cho chồng có vợ bé. Cái gì vậy? cho chồng có một bé là bây giờ sau này chồng cũng bảo thôi thôi cho vẫn đi cặp bồ á hả? Đó, bà nói vậy đó. Bà nói là thương chồng á, là phải cho chồng cặp vợ bé. Thì mày nói thôi. Có nghĩa là đấy là phải có khi yêu thì có thể yêu được thì cho người ta yêu quen người khác nữa hả? Đó, thì bà nói vậy á, rồi gọi cái bà đem ông vô là vậy nè. Là bà hỏi mình khi mà có play, có để coi cái để bà nói như sau nè, là có cho play cặp thêm người khác không, là như vậy đó, là bắt cá hai ba tay không, cái kiểu đó đó. Rồi khi mình nói không, mình không bao giờ tiến tới với một người như vậy. Kia bả nói á, bả đang gọi là bao bọc play,
hỏi như là cái kiểu bao bọc vậy đó. Khi mình nói bà là ai mà bao bọc, thôi mình khỏi cần nói luôn. Lúc đó mình không có nói nhiều, mình bỏ chơi. Lúc đó thực tế, lúc tháng 7, tháng 8 năm rồi, mình không có dây dưa, dưa dài. Mình nói thôi bỏ qua bên luôn. Khi bà vô kênh mình, mình không bao giờ nói chuyện luôn. Mình cũng hiền, mình không chửi gì hết. Mình chỉ cho bà đi chơi chỗ khác. Em thấy hai đứa cãi nhà, anh em hai đứa giận nhau cả tháng trời, xong rồi giờ đến giờ này hai đứa vẫn còn nói chuyện với nhau, mà giờ này cũng đâu có ai đâu, anh cũng đâu không, anh đâu quen ai. Nếu có thì người ta phải lên trên kênh người ta comment lại, người ta sẽ gặp em, người ta sẽ biết chính rồi. Không, người Việt Nam đâu ngu đâu, sao mà nó cạnh tranh được với mình? Mình là người Mỹ, nó làm sao mà được được bao bọc ông được? Nói được, người Việt Nam là ý đồ là muốn đi đi sang nước khác mà nó cạnh tranh với mình được không? Thiệt, đưa mặt ra đây, mày cạnh tranh với tao được không? Nếu mày cạnh tranh với tao được thì cho mày được. Nhưng mà cái quan trọng nữa, người ở nước khác đây giúp Việt Nam quá nhiều, tới nỗi mình cũng giúp nữa mà mình không có gì ở bển hết. Bởi vậy, người Việt ở bển quý người khác ở nước khác, tại vì người người đi xa xứ vẫn thương quê hương, vẫn giúp dân số, dù dân số đó là không phải là gọi là ruột thịt. Thí dụ giờ gửi tiền cho Sài Gòn Dấu Yêu hay chùa ở Phở Chiếu, không biết tới mà vẫn giúp. Bởi vì người Việt phải quý mấy người xa xứ nhưng mà vẫn giúp quê hương. Bởi vì người Việt là mấy chuyện rùi bu á, không có cạnh tranh được. Tại vì cái gì? Thì không phải người Việt nào ở xứ xa giúp hết. Người mà có tấm lòng để giúp quê hương thì khác nữa, nó may là mấy là quý. Còn người mà sống mà không có giúp ai hết thì người đó chỉ giúp cha nội mày. Thế ra thì là thì nếu mà Việt Nam nó bị chiến tranh, nó bị công vụ áp bức thôi, chứ thực tế ra không, người Việt Nam nó cũng chẳng phải là một cái chuyện nó làm sao. Nhưng mà sao có điều đồng tiền của một cường quốc mà nó là một cường quốc thì nó sẽ có giá trị cao hơn. Không phải. Tại vì nhà nước của Việt Nam nó là cộng sản, còn nhà nước của Mỹ gọi là capitalist, là người nào mà giỏi thì hãy đứng lên làm ăn. Còn ở bên đó giàu phải giấu, không hồi nó vô nó hốt hết. Nhà nước hốt hết, nói là chia cho dân chúng xí. Còn bên đây giàu miết, rồi nhà nước còn giúp nữa. Giống như hãng Boeing á, hãng máy bay, giàu cú đế luôn, rồi nhà nước còn giúp nữa. Nói là nếu mày là cho việc làm cho dân số thì không có tống thế. Đó, thấy không? Cái đẹp á. Còn ở bên Việt Nam á, mình mà giàu cú đế vậy á, nó gom hết, nó nói nó là của nhà nước. Vậy thì hai chính trị nó khác nhau. Bởi vì Mỹ nó mới muốn qua để giúp, nhưng mà ngày xưa thì như thế, bây giờ nó khác, bây giờ nó có cổ phần của nhà nước ấy. Khi mà nó có cổ phần, ai mà tin, hồi xưa vẫn là một ông. Một ông gọi là ông cộng sản, ai mà tin. Giờ có bạc triệu ở trong nhà băng Việt Nam, ai mà dám để, người ta phải chuyển qua Âu Châu hay bên Mỹ. Bởi vì mấy người giàu qua bên Mỹ mua nhà, rồi mua đất đai, tìm cơ hội qua hay bên Âu Châu. Ai mà ở bên một cái nước mà nó đã chơi xỏ cái kiểu đó. Bởi vì nhỏ Ngọc Bích đừng nghĩ rằng mình quên đó nha. Mày chơi xỏ cái kiểu này ém tới mày tới hết cuộc đời. Cái gì? Nó vô nó phá đám mình, đừng nghĩ rằng mình quên. Không bao giờ quên mày đâu mày. Trong
Chuyện gì xấu hả là nhớ miết. Bởi vì nói con ốc con người á, cái xấu mình nhớ miết, còn cái vui á, nhớ ít. Bởi vì những chuyện gì làm á, nhớ làm chuyện tốt. Khi mà làm chuyện xấu á, dân số sẽ nhớ miết. Còn người á, đâu bị ảnh hưởng, tại người á, bị người ta nịnh bợ. Còn anh Kha cũng vậy, ở miền Bắc nhỏ quý gì đâu miền Bắc á, bởi vì quý mấy người đó. Còn đi xuống miền Nam á, nó chỉ xỏ mấy người miền Nam làm như không thấy mặt mày. Mày miền Nam miền Bắc tao biết mày hết rồi nha mày, nhỏ Nam Bình. Kênh hồi đó lúc còn nhỏ. Hai đứa mà ví dụ như anh nói, ví dụ như là hai đứa sống với nhau thì thế nào lại đi ngủ trên giường mà nhắc tới cái là có khi nào đập anh thật hỏi gì không đi xin giường không phải rồi mình sẽ đẩy xuống á, mình giận quá tại nhỏ quỷ đó nó không có mặt á, mình đánh mà đóng dí à chị nè, đạp xong rồi á còn cấm nữa, không được lên YouTube nữa. Bỏ YouTube bây giờ. Có nhỏ quỷ đó ghét nó quá, nhỏ Ngọc Bích với hộp gùi trên môi á, bự tổ mà nói ở Nam Bình á, miền Bắc á, nó ghét miền Nam á. Giỏi quá, sao miền Bắc không giống như Sài Gòn đi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. La 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 la. Tại vì nó mình không bao giờ cao Hà Nội. Thực tế mình thích cái bài Sài Gòn. Cái giờ nhà em ngoài Hà Nội, ngoài nhà hỏi đây anh em. Em có đi thôi em bao được. Không đi. Về Việt Nam không đi. Tại vì nhỏ quỷ đó đâu á. Nhưng mà đừng nghĩ ở miền Nam có mấy người lụ đạn nha. Cũng có nhiều người lụ đạn lắm nha, gây chuyện với mình á, nhưng mà không có gây cái kiểu đó. Giả bộ chị với em với mình coi chừng á nha. Chị em mày ăn cắp chồng ta. Cái gì? Thì ổng là sanh ra là đàn ông chó sủa thì sao mà tại sao mà phải chạy cho ổng gái, ổng đâu phải là sanh ra đàn gái đâu, ổng sanh ra đàn ông mà. Thấy mặt ảnh rồi, anh có gọi xe luôn. Cũng ok. Thấy ảnh rồi, ngày đó bị mất đôi bông rồi tìm không được thôi bỏ ảnh luôn. Nếu ngày đó không bị mất cây đôi bông thì mình vẫn còn nói chuyện với ông. Mà ông gì đó thì người Việt gì đó. Ai nói nước ngoài không thành người đặt ra gì cái chuyện này chuyện con người nó phải có tố chất chứ đâu phải ai thì ai. Em tái lại xem bôi ở Việt Nam nếu mà nha. Người Việt lại chỉ có một khuôn mặt thôi, da nâu. Nói bao gồm hết tất cả mọi người. Một người thì mặc trái son, rồi một người đi mặc chữ điền thì ảnh là mặc chữ điền vậy thôi. Giống như anh mình á mặc trái son, người em mình á chữ điền vậy đó. Mặc chữ son, trái son thì khó chịu, còn chữ điền thì cứng rắn vậy thôi. Thì ảnh lập trường rất là vững chắc, ảnh chỉ thương một người vậy đó. Hay là ảnh nói là ảnh thương một người chứ ảnh ba xạo, ảnh thương quá trời người. Ông anh kể em bị cái gì mà sao bị cái gì mà bị mất lại gì đó. Nhổ thuốc, giống như tối mà nhổ thuốc trước khi đi ngủ á. Mấy gài mắt nó bị ngứa á. Nè thuốc nè. Nhưng cái lời ra thế làm sao không? Ở bên đó thì nó bụi bặm nó cũng ít hơn. Nhưng vấn đề là do kiểu như chắc em nó hơi lấy hơi kia. Ồ, ổng chơi game và ổng chơi máy tính hoài thì ổng phải chơi này rồi. Mình mua cả chục chai cho ổng luôn á nha. Mắt đỏ quét rồi đi bác sĩ nữa. Một bên. Dạ. Ảnh là số 1 chơi game á.
tới nỗi con mắt nó bị sưng luôn á, bởi vì mình đi khám bác sĩ, bác sĩ không cho thuốc, mình phải tự Trên game mua. á, thường thường ha, chơi game thường thường là ông ấy thường thường là phải mua mua đồ trang bị cho nó, một áo giáp rồi quần áo cho nó, cho không để chơi mấy game đó cũng tiền. Ông hả, một thời ông chơi quá trời. Vậy mình mới mua cái máy mà năm năm cái máy quạt á, mới cho ông á 1.500, cái ông nó kêu kẹt, ông nói ông vào cú đế mà mình phải mua, ông chưa đưa Mua làm tiền lại á. mua mua thôi, ai mà đi mua không làm gì. Thì mình mua mình giữ nha, nhưng mà mấy gai bận bận rộn quá, để ở dưới Làm gì đây biết. bận rộn quá, nằm ngủ nữa, mấy con cá nữa, nó quậy nữa, nó chết lên Sao nó mà chết máy tính giờ này xuống nó luôn. máy tính nó mắc không? Ở bên này máy máy tính bằng nhiều. Mấy cái quạt đó là máy game người ta. Dạ cái đó là không phải là cái thứ nhất đâu nha, đó là cái thứ nhì năm rồi, trên kênh mình đăng á, mình đi sửa nữa kìa, cuối cùng À đâu, sửa được. em mua cái máy tính bảng nó lớn thôi, nhưng mà còn đâu em mua cái CPU là phải CPU rắc rời, máy tính Intel cái cần cho CPU cái nói máy tính hoài, Intel. nó mới khỏe. Mua theo đồng bộ của nó, có chip bài thần của nó nhỏ, biết là chip bài thần của nó là gì không? Bộ nhớ, bộ nhớ trong của nó. Đầu tiên là À, coi cái chân mình nha, thằng đó mới đưa chân lên mình đưa chân miết nữa. Nó mà lên cái kênh ông á là tôi đưa cái chân tôi ra. mà vốn là nó vào tay nhau nó phá lắm. Vô đi, mình có đăng kênh lại giá tối á, mình video cái chân làm sân móng chân, nó lên nó Thằng phá đi. đó, nhưng mà là thằng đó, thằng ấy nó là gay mà, nó là lép mà, nó đâu có thích phụ nữ, Kệ nó đọc nó, em. nhưng mà mình cũng phải săn sóc chân chân của mình, bởi vì mình phải đăng lên, đăng cái clip Chân lên hả? làm sân móng chân để cho thằng nó gớm gai ghê gớm. Nè thấy không, ta có bị gì không hả? Nó chỉ nghe nó đi chân làm gì. Tại vì nó cái chân của nó thứ quắc, thì mình phải đưa cái chân cho mình cho nó coi chân đàng hoàng. Chân của em gầy đấy, chân của em sai, chân em gầy và chân mà mấy chân mà nó chả có tí thịt nào ấy. Gầy Đúng vậy, nó chân khổ, còn chân mà có thịt á, là chân sướng rồi. Giống như người bạn mình á, nhỏ đó có chân á, mập mập ú à, nó chân nó là chân đẹp đó nha, còn chân này á, thấy khổ không, ta đi lính nè, thấy không, thấy không, ta chạy nhanh nhất ở trên gọi là đội đội phụ nữ, sao mà chạy nhanh nhất biết không, tại cái khớp này nè. Rồi á, không biết là chạy nhanh nhất là chạy mấy phút không, 18 phút. 18 phút là cái phút đó là của đàn ông. Phụ nữ chạy là phải 21 phút. Là nó cho là 3 phút trễ hơn đàn ông. Mà mình chạy 18 phút sao là cái chân này là chân đàn ông. Nó chạy hơn đàn ông nữa. Bởi vì nó mà sao gầy là mà vậy tụi đó. mà sao mà tụi nước ngoài là tụi nó to cao hơn em, thì tụi nó chạy nhanh hơn em chứ sao chứ. Nó chạy không bằng. Tại em nhỏ con em mới chạy nhanh. Và nhờ cái chân này nè, nó không có thịt gì hết á, là chân khổ á, bởi vậy á mà chạy nhanh nhất trên phơ đội của là phụ nữ, không có phụ nữ nào mà chạy nhanh hơn mình, nhỏ con như vậy mà chạy nhanh nhất. Em bằng Rồi xương mà em sau sinh 8 năm xinh lắm. sau á, già rồi á, có một đứa nó nhanh hơn nữa, nó mới vô, nhỏ tuổi Sửu, nó vô. Yeah. Dạ nó vô mà nó còn chạy nhanh hơn mình nữa. Wow. Bởi vì cái gì nó cũng có cái một thời gian, cái gì cái đẹp của nó cũng có một thời gian. Cái chân này người ta đẹp không? Cái này là nhỏ nhất ở trong nhà ở nha. 35 á nha. Nhỏ hơn má mình nữa, má mình lùn hơn mình mà chân bả dài hơn tí nha. Còn chị mình cũng vậy nữa. Dù mình là nhỏ nhất cao hơn hai người phụ nữ ở trong nhà mình, nhưng một đống phụ nữ trong nhà mình là nhỏ nhất thôi nha. Giảm lại đi quý không.
ai cũng 5 rưỡi hết, còn mình là 5, vậy là 35, còn người ta là 36. Dòm lại coi, lần sau mà mê cái thằng quỷ gớm vậy mà cũng đăng cái chân gớm ghê ghê gớm. Chân Hả? Nè, để cái mình nói tại sao mình khoe cái chân nhỏ của mình biết không? Tại hồi xưa tàu nó quấn cái chân còn lận khúc à. Nhỏ bao nhiêu á, là có nhiều chồng, là chồng à, là người lợi làm mai. Bởi vì cái chân nhỏ là nó nói là không có bỏ chồng đi. Nó nói vậy đó. Bởi vì người tàu á, là lịch sử á, nó quyền ép phụ nữ, tại sợ phụ nữ bỏ chồng, tại chồng á, quýnh à, rồi ăn hiếp nè, rồi nhà bên chồng á đủ thứ điều á, bởi nó không, nó muốn cầm lại người phụ nữ, người vợ, bởi nó không muốn vợ mình bỏ đi nó, bởi vì nó quấn khi mà còn nhỏ bé rồi đó, là nó đã bẻ cái chân xuống, là nó đã quấn chân rồi, là chân nó nhiêu đây là chân của baby. Bởi vì người một phụ nữ á, không có đi được, mỗi lần đi á, là phải ẵm, đó là người giàu á. Còn mấy người mà nghèo á, thì chân để nguyên. Còn mấy người giàu nó bị cột chân hết rồi. Bởi vậy á, là những chuyện gì làm, từ đi vệ sinh nè, đi tắm nè, là có người ta bế ẵm. Bởi vì nó muốn nói là người phụ nữ sắc đẹp á, chỉ cái mặt. Bởi vì cái chân đi, ông làm gì ạ? Đâu làm gì đâu, Đã kể về lịch ngâm sử mà ông không muốn nghe. đang làm đó mà vẫn nhìn thấy anh làm gì nữa hả? Cái gì? Mắt thì làm gì, Cái gì? nhìn thấy lên mắt thì làm gì đâu. Người ta kể chuyện mà ông làm gì? Còn kể chuyện gì dởm thì nghe miết rồi mà hồn hứng nữa. Giống như Lý Văn Kỳ hồn hứng lên. Người đó là ai? BD hay là sao? Hay là phụ nữ bên Mỹ? Ai vậy? Muốn biết Lý Văn Kỳ, vợ bé của anh đây. Còn người ta Tôi kể chắc về không lịch biết sử cái ổng gì, ngáp tôi lên ngáp tò xuống con cha này nè, mò đi học lần giả lắm. gất lên gất xuống lần, tại sao biết không? Ngáp Đó. lên ngáp Nói tôi xuống nghe. cô giáo kể về lịch sử cái vậy nè, Người nói cho nghe nè. còn cái nhỏ nào Giờ mà nó vô mà nó bận đồ sexy đó, em ơi, làm bài cho anh nhé. bây giờ cô hai với lại nhờ bạn em trai tại sao nó chỉ anh đó. Để kêu qua kêu tụi nó xem nó ở đâu để xem nó đó. Không thì cho nó chỉ lại nó chứ không Biết phải nó biết đâu rồi, không nên sợ nhầm người khác, nhầm những người không khác xem nhầm cái bài của đâu, bạn mình quá biết nghe đó rồi, nhỏ đó đó là đó. Ngọc Bích ở miền Nam Bình. Em ở bên đó làm sao mà em ấy hết được, Cái tại vì trước kiểu đây nó nó có chơi cái kiểu đó là biết nói là rồi, sao. nhỏ đó Ngọc Bích đổi kênh á, đổi đổi avatar lấy của người khác minh tinh, nhỏ Ngọc Bích chứ ai nữa, đi phá đám ông á, tại vì mấy tháng rồi ông không để ý nó. Mấy gài có thấy Ngọc Bích không? Không, giờ nó đổi Mày tên mày á. còn nên lại là mày không muốn nói chuyện với mày chị là nó kêu con mẹ mày, nhưng mà cái từ chỉ con mẹ mày nó là chỉ có là Nó đang không thích phải thôi. nói con mẹ mày, nó nói gì bé Địch mẹ không? Địch mẹ. đó, bây giờ thích chặt đàn phụ nữ thôi giờ chị. Chị mày, nó nói là người Việt Nam á, người miền Nam không bao giờ chửi nhau, không bao giờ nói chị mày, còn nó miền Bắc nó mới nói chị mày. Và Thì nó là thế nhỏ Ngọc Bích đó, là chứ ai nữa. Nó lấy lòng thế ông là mà bây giờ ông mọi không để người ý cha nó, nó giờ ở nó đâu chơi đấy, xỏ ông á. nên bây giờ mọi người cha nó ở đâu Mình biết đấy, nó nó bảo là mình rồi, vô nó là chửi mình nó đi, nhỏ quỷ là Ngọc Bích, để mình mình vô chửi giùm cho. nó đi Nhỏ mà cha Ngọc nó tưởng là mình Bích bỏ mẹ. với hột ruồi á, tại cái hột ruồi nó quá ai cũng biết hết rồi, giờ nó chơi nó lấy minh tinh, đem cái tấm hình minh tinh ra. Chỉ nó là mấy chuyện rùi bu thôi, người không đàng hoàng. Có chồng mà làm chuyện đó nữa. Có mà phải có một con bé, con nó đang học đại học Để anh ý mấy chắc người là vô cái con dụng bé đó không cũng à. thích À, để ý bạn mấy mà con người bé vô dụng là không nó sẽ à, rồi kêu làng xóm đi giúp vô dụng.
Có người quý phái nấu ăn ngon lành thì không không để ý, tự nhiên để ý mấy người toàn là ruồi bu. Bởi vì dù mình nhớ nhưng mà mình cũng bỏ ruồi bu qua một bên. Còn kêu cô hai đi giúp nữa. Cô hai có chuyện riêng của cô hai, ok. Thằng John ở Thụy Sĩ, khỉ khô, đang phá đám cổ. Cô hai có chuyện riêng, đừng có bụng bụng. Thấy cô hai bận rộn không? Sách vở ở đằng sau nhà quá nhiều để cô đem phải đọc nữa, đeo bát kiến nữa. Cô đã biết nhiều lắm đó nha, chùa Biết thì biết nhiều, sách tôi vở cái chục cái lời ăn tiếng nói của cô là biết, cô biết nhiều rồi, nhưng mà người ta đã bận rộn, đừng đem ruồi bu miền Nam Bình vô. tôi được đặt câu thật rất là À, tự nhiên có người nào mê trai cái cũng đem cô vô nữa làm chi hả? Cái gì mà ngoài cái tập này hay nói các bạn vậy, nói bậy, ta nói thiệt, gùi bu của ổng gái mê giả, rồi tự nhiên đem cô hai vô để tìm nhỏ đó ra sao, nhỏ là nhỏ quỷ rồi, bởi vì không có thấy mặt mày. Nếu mà nó người tốt quá, không có chồng, nó đưa mặt nó tài bè nè, người nó ngủ nữa nè, thấy không? Vậy mà không quý mà rồi gùi bu có chồng có một đám con, xí cô hồn, xí cô hồn. em phải nói Em không có nói bậy, em nói thiệt. vừa thôi Nay còn nói có thiệt chuyện chứ người ta nói bậy lúc nào hả ông kia? nó phải nói cái gì vậy, phải nói cái gì mà con cua từ từ bác hả sao vậy? Gì thằng cu á hả, thằng cu tèo á hả, tí á hả, thằng đó không phải là con trai nó là cu tèo rồi, bởi vì nó đưa cái chân thúi nó lên, tại vì cu nó nhỏ xíu nó thành BD luôn nè, coi cái chân vậy nè thì phải rồi thì nói phải thì phải rồi, chứ không lẽ nếu mà nó là đàn ông thiệt nó đâu phải là cu tèo đâu, nó đưa tự nhiên cái đàn ông mà đưa cái kênh mà cái chân rồi kêu người liếm làm sao vậy nè, chân này liếm đi nè, lấy cái chân này người ta chạy rất là nhanh ở trong thủy quân lục chiến đó, cái chân vậy thủy quân lục chiến của người ta nè, người ta chạy từ Iraq qua, người ta chạy qua bên miền miền Tây của Mỹ nè, cái chân vậy nè, còn cái chân khí khô của thằng lì đó, thằng cu tí cu tèo BD. Thằng như là lép đó, nó chỉ thích đàn ông thôi, nó không thích phụ Phải rồi, dở lép. mặt nó, dở cái chân nó không đưa cái mặt nó ra, đưa cái chân thui quắc, rồi cái avatar của nó là cartoon, là không phải thiệt, Anh biết cartoon. là lúc lúc nó trở lên live này này, anh nó không đưa cái mặt nó ra, nhưng mà nó đưa cái nó chỉ cái chặng đầu, nó không đưa cái mặt như thế này lên, tay không cho nó lên. Bởi vậy ai mà dám cho mày lên cái mày đưa cái chân thúi mày ra nữa, thúi quắc nè, để người yêu Rồi thì tôi đang đưa cái thôi. chân thơm của gan ta, chân ta chạy nhanh trong thủy quân lục chiến là tại sao, tại vì nhỏ và nó ốm và nó có cái khúc này, ok, còn mập á, Rồi là ở nhà thôi. nhưng mà làm cho nó lên, nếu nó về nó cho nên nó làm cái gì xem cái gì thì nó làm gì được nó, không ở Việt Nam lại còn cho anh em xem nữa. Đó, hồi xưa tháng 7 á, mình biết ai rồi nha, đừng nghĩ mình không biết, đưa của quý đó là mấy người Việt làm không á, chứ không phải là người Mỹ đâu. Nhà mình biết bà nào làm đó, trong lúc mình ngủ thế mình giúp bả thận tình nguyên tháng trời luôn, nằm giống như kiểu vậy nè, lên xuống với bả 24 tiếng, rồi khi mà mình like cái mà cho mình bả chạy xỏ mình ngựa ô á. Thôi đang có cái hình đó hay này. Sao không, Đặt nó sao chứ? quay, nó quay ở trên mấy cái cuồng á, nhảm nhở nhơ nhảm á, rồi khi mà nó nhảy lên Jitsi á, nó quay qua vậy đó, rồi cái bả vô kênh kia bả phá nữa, làm như người ta ngu lắm, người ta cứ nghĩ rằng Mỹ đen hay Mỹ này, bả đó, bả Mỹ dởm á.
Bà cứ coi cái lịch sử lời phá đám á. cô giáo anh nha. Dạ. Bởi vì khi mà nói mình là cô giáo, không phải mình không có dạy ai hết. Ok. Dạy giống như ông hỏi dạy thằng Thành tiếng Anh để nó mê say mình luôn hả? Không à, con thì anh, con anh ở đâu hỏi gì thì em biết sao. Khi mình kè kè một đứa bé mà trình độ mình và con người mình bận đồ hay là không được dẫn dắt thì nó mê say. Cái chuyện đó xảy ra con nít đó, cái óc của nó rất là nhỏ, vậy nó dòm cái gì nó ái tưởng đó, nó sẽ mê nó theo, bởi vì mình không có làm cái chuyện đó được. Ok, tại mình quá là phiên rũ, thấy mình sexy không, tới nỗi ông còn mê say nữa. Cái kiểu của mình à. À, thấy thấy dòm một lần nữa nha, coi mình đẹp không, bởi ông mê say, con ông không mê say hả? Xa xa đi mày, xa xa, biết rằng mình là mê say lắm á. Nói thiệt không? Không mê say à? Nói mê say hay không? Không hả? Ừ. Ừ. Cho nó mọi thứ rồi, cho nó có cơ bản, sau này đi ra nước ngoài là nó sẽ có cơ bản để Vì người khác phải dạy nó. nó Chứ mình dạy mình sẽ không có đủ gọi là cái đủ lập trường vững chắc cho nó, để cho nó thấy rằng một người mẫu. Còn mình dòm cái kiểu gì ẹo ẹo tới ẹo ẹo lui gọi hỏi nó mê say mình á. Là mình cơ là bản người là tình em là nhân của nó. Ta nó mới chỉ có 18 tuổi à. bản là em vừa có kia, em vừa có tiếng tiếng Anh cơ bản, xong em lại vừa cô nói được tiếng Việt nữa, nó sẽ tự Phải tự tự rồi, nhưng mà cái kiểu mình dạy nó sẽ mê say rồi đậm đà, rồi đậm là cái kiểu như là nó sẽ thương yêu mình, cái kiểu như là giống như ba nó vậy thôi. chứ như người khác là ai, người ta đưa ai, người ta đưa đưa cho em dạy cho con người ta để khi đấy, nhưng Con người của ta không tự ông tin 18 chùa tuổi chứ không phải là 5 tuổi, đó hai phương trình khác nhau. 18 tuổi nó lập trường nó đang đi tìm người yêu, còn khi mà 5 tuổi thì nó đang dòm người mẫu giống như người mẹ. Bởi vậy người mẹ và người yêu là hai cái khác nhau, mình không có làm giáo sư như cái kiểu đó được. Và không phải ở ở cái phơ, ở trường học có giáo dục để coi như cái trường học rồi chỗ ở rồi chỗ học, còn này học cái kiểu nào vậy, học cái kiểu đó không được. là anh không có tiếng Anh cơm, cho nên là khi đấy muốn cho nó có tiếng Anh cơm. Nếu mà nó có tài giỏi trong lòng nó tự học, tại trên mạng nó có nhiều phương tiện nó học bằng máy. Ok, còn nếu mình ép nó chỉ nó lấy cái lòng của nó ra rồi nó trả lại ghét mình hay là nó thương mình nữa. Còn nếu mà nó có Là đi ý học chí tự nhiên của nó chứ không phải ba nó kêu nó xúi nó ý chí riêng của nó muốn học hỏi thì nó sẽ tìm. Ông nghĩ tôi học đàn tự nhiên có dẫn dắt hả? Hả? Thì cũng có dẫn dắt một tí xíu, nhưng mà cái yêu và cái ca nhạc, cái âm nhạc là tự trong người, giống như mình yêu cái gì thì mình miết đi làm như thế, còn mình không yêu thì mình bỏ rơi, phải không? Thí dụ nhiều số dân tộc người Mỹ trắng mà sao không yêu, tại vì không có cái thích ở trong lòng. Rồi tự nhiên lên YouTube rồi nói chuyện với ông này miết rồi ngủ ở trên đây nữa. Tại ơi vậy lần sau vậy hả? Đi đi đi. mà muốn tại vì cái này nó học học bên ngành thiết kế ô tô với lại bên 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 ô tô đó thì nó phải đòi hỏi cái ngành, cho nên khi đấy muốn cho nó có một cái kinh nghiệm sau này nó sẽ làm cái ngành, nó xong về nó sẽ ra nó giống một kỹ sư, Xin tại vì khi lỗi đấy nó sẽ nha ra nó ông, chuyên về ngành. máy tính á, cái mà nói chuyện với máy tính á không phải giống như hai tụi mình nói chuyện. Bởi vì khi mà máy tính nó gọi là coding, nó có cái lời nói của nó khác nhau, chứ mấy con chim hót á mình nói tiếng Anh á, nó không hiểu. Bởi vì máy tính nói chuyện với nhau á, gì nè, program C, C++, C sharp hay là Pascal hay là Fortran hay là Java, máy tính nó nói chuyện với nhau bằng máy tính. Bởi vì khi mà nói tiếng Anh á, nó không có giá trị.
khi mà yêu máy tính hả, là mình nói chuyện về là cái ngôn ngữ của máy tính. Bởi vì mình nhảy vô là phá đám cái Thành đang cái tuổi đang yêu đương mà tên bà già nhảy vô là sao vậy, thôi bà già đi ra chỗ khác. Rồi yêu mình nữa là sao vậy, ba nó yêu mình rồi nó yêu mình, thôi quan bên đi con ơi, cháu cháu nhỏ xíu tí tèo quan bên 18 tuổi. Mà trên nước Mỹ nó gọi là cái tội gì bơm bỏ vô tù á nha, chuyện đó ở Seattle đâu có xảy ra. Cái bà cú đế tuổi cọp 1964 rồi yêu cái thằng nhỏ xíu 9 tuổi người Philippines, rồi bà đi vô tù, bà bị chồng bà bố báo cáo tại vì bà có 4 đứa con nữa, này người Mỹ trắng á, tuổi cọp á. Rồi cái sao phải không, bị chồng bố cả, rồi bà ở tù xong cái thằng này đi đi thăm bà, rồi bà mang bầu ở trong tù nữa, rồi cái bà ra tù xong cái tội dạ chuyện này á người mà bà con hết luôn nữa hả? Trời, bà mang cho thằng này 3 đứa con luôn á. Cái thằng này lớn lên giờ nó là nè, lúc đó là bà 1964, ok, không phải 64, 62 tuổi cọp, còn nó là 1983, ok, nó chỉ 9 tuổi. Bà mới ra làm giáo sư thôi ở trên Seattle, bà lúc đó hai mấy tuổi, nó 9 tuổi, nhưng mà bà là cô giáo mà nó là 9 tuổi, bà hiếp dâm nó, hai người kè kè nhau sau khi trường học tan, giúp nó này toán, giúp tiếng Anh khỉ khô, rồi chơi luôn rồi xong bị chồng của bà 4 đứa con gái bắt khai cho cảnh sát. Thì bà mới ở tù sau một thời gian á, mà thằng này á, nó còn trẻ mà nó cứ đi thăm bà miết à, tuổi heo á, đi thăm bà miết, bởi vì mình nói xui xẻo lắm, tuổi heo coi chừng á nha, giống như mùa dịch á, heo á, 2019 á, coi chừng mấy người á, không suy nghĩ xa xôi, nghĩ làm như là cái sướng của họ thôi, chứ tuổi đó phải cái bà già không được, mà nó sướng của nó. Rồi cái lơ khi mà nó khi mà biết được rồi thì ngừng đi, không ngừng hút cho miết cho tờ đời của người ta tan luôn, phải chết, để lại 3 đứa con, người thằng này vợ người khác nữa, là nó không phải chuyện của nó. Bả ở tù nè, ok, bả chết nè, để lại con cái cho nó nè, để nó có vợ khác, rồi nó còn viết sách nữa, ai mà đọc, gớm gớm ghê ghê gớm gớm. Trước hết là chuyện gì nó có lâu dài, nhưng mình cắt cục đi, nó cho nó dài tới bả chết, mà cọp chết heo sống á nha, nghe chưa, cọp chết sớm, có bao giờ mà trong cái mối tình mà cọp chết không? Không, người ta là kỵ nhất là cưới cọp, tại cọp nó sống, cọp sống chứ không phải là cọp chết, giống như bà ngoại mình á, cọp đó, chồng vừa chết hả là gia đình và chồng á đuổi đi, xui xẻo, trước hết là không có cưới cọp rồi, bữa nay cọp chết rồi nhà heo sống làm sao vậy, rồi còn viết sách nữa, chuyện người buôn mà còn viết sách nữa, trời ơi, đăng trên báo đủ rồi mà còn viết mấy một đống sách nữa, trời ơi, trình độ học thức không có mà viết người khác biết không á, để lấy tiền á, ai mà đọc ai mà mua, thôi giỡn. Mở mối tình á, người ta cắt lâu rồi, cái chục đứa con với bà nữa, rồi bà chết nữa, trời ơi, chuyện gì mà muốn nghe, rồi tưởng chung thủy và cặp nhỏ khác nữa, làm sao hả Phượng Hoàng? Không trả lời hả? Chị đã có thật luôn hả? Muốn coi hình bả không? Để mình lấy cho coi. Trời ơi, cái bà đó. Tôi nói thiệt chứ ai nói sao. Chuyện trên xã hội nó đăng lên mà. Nó thằng đó là thằng Phi. Đen thù lùi. Muốn coi không? Ủa sao ổng tò mò dữ vậy? Bộ ổng nói là ổng hả? Sao dọc tò mò dữ vậy? Tại coi mặt để nhớ trong lòng thằng nhỏ này và thằng này ra sao.
mặt mày mày ra sao tao nhớ mày ấy nha mày. Tuổi nó là tuổi heo mà mặt nó mặt cọp, còn bà đó tuổi cọp mà mặt ấy mặt giống như mặt tuổi gì ốm nhơm ốm nhách, còn chỉ xương và da thôi. Cặp với thằng thằng heo nái đó hồi bà còn là xương và da. Alright, để mình đi tìm nha. Cái nhà bà đó. Child. Teacher. Relationship. Giờ mấy rồi sao? Gần 10 giờ rồi đúng không? 11 giờ 45. Bên này 11 giờ 45 à? Bên này 11, bên này 11 rưỡi. Nè. Bên này coi 11 nè. Giờ 45. Thấy á, thằng là thằng đó không? Giờ bả nè. Bả chết rồi. Ok. Oh. 11 giờ 45 thì bên này 1 giờ 45. Thấy chưa? Thấy mặt nó không? Giờ nó có vợ khác nữa. Mày thấy bà già không? Thấy bà già không? Bà không nhơm á, chỉ xương như bọc da thôi. Mà sao mình bà đem dạy kèm nó xong bà dạy kèm nó xong rồi bà yêu luôn hả? Dạ, cái chuyện này là rất là nổi danh ở trên nước Mỹ mà. Con của hai người này nè, 17 tuổi và 16 tuổi, hai đứa con gái. Bà có tình với một đứa 12 tuổi. Lúc đó 12 tuổi có con cái, nhưng mà quen nhau lúc 9 tuổi. Cái bà này, để coi, bà này Mary Kay Letourneau. Nè, ngàn chấm trên nè, coi nè, cọp nè, thấy chưa? Ngàn 1962. Nhưng mà cái này cũng hơi nghi nghi. Bả hình như cái tuổi Sửu chứ không phải là tuổi cọp đâu. Tại cái tuổi này tháng giêng 30 tây 62. Ngàn 1997 bả bị bắt ở trong tù giam một thời gian. 1962 trừ 1983, thằng tuổi heo này 21 tuổi khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng không phải là hai cái 21 tuổi, mà lúc nó chỉ có 9 tuổi à. Làm gì vậy? À, không biết mình xuống like mình không? Hai em không? Mấy tiếng rồi? 2 giờ nó mới đủ 12 tiếng cho mình xuống like lên like cá được. Thật sự quên cả rồi. Không, bên mình là 11 giờ 48. Cái này đó. Mấy cái kênh kia, kênh nào, kênh có kênh nào được mấy nghìn sub rồi? Mấy nghìn là mấy nghìn giờ rồi? Không có kênh nào mấy ngàn giờ, kênh nào cũng 300 giờ. Mới chỉ có kênh, một kênh là 2 tháng, rồi một kênh thì là 1 tháng. Chưa kênh nào được 1.000 giờ đó hả? Chưa. Nhớ hồi xưa không ông? Tới 1.000 giờ là tới tháng mấy biết không ông? Từ tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10.
4 tháng mày được ngà, nghìn mốt, nghìn gửi giờ, 2.000 gửi giờ. Nhưng mà ngày xưa em không có nhiều máy, mới lại hai nữa là ngày xưa em không có không em không có ra video mấy, em toàn like cho là giờ nó ấy, nhưng mà không có ra video, nhưng ra video nó sẽ nhiều ấy hơn. Có, hồi xưa mình đăng video vừa like bị sụt. Hồi xưa đi coi phim á, vừa đăng ở gạp, rồi vừa like ở nhà. Cái buổi tối đó coi á, nó bị sụt. Nhưng mà cái đó là tháng 10. Mà người ta là đăng video là tháng 7, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, nó cũng là 4 tháng. Còn này người ta mới có 2 tháng à. Mà sao 1.000 giờ. Một tháng giống như bà Toast bà nói là bà được 195 giờ. 195 Bà ấy giờ. like cơ bản không phải bà like, bà like ngắn quá, thời gian bà like các phút xíu. Nhưng mà bà cũng xong BKT rồi. Trước khi cái ngày hẹn là tháng 5 và BKT tháng 3 là cũng là 9 tháng mới xong BKT 4.000 giờ. Bởi vì khi mà mua súp á, ai mình mua giờ á, thì ai cũng làm vậy á. À, người mà live á, là không có nghĩ kênh này quan trọng. Giờ lẻ nó bán giờ lẻ nó rẻ hơn là giờ, hay là giờ nó có bán kiểu cái gói giờ lẻ nó rẻ hơn là cái gói mà giờ giờ, hay là mình mua giờ lẻ dần dần, ví dụ như là mình mua mỗi một kênh 1.000 suất đi, xong mai mốt mình là khoảng chỉ có 1 tháng sau mình lại mua tiếp, là một là mỗi một kênh nữa một ngàn suất, 3 kênh cho 3.000 suất, xong rồi còn khi đến đợt thứ hai nữa mình lại mua mua tiếp là 3.000 suất nữa, xong rồi đợt thứ ba nữa mua 3.000 suất nữa, ba lần 4 lần như vậy là đủ luôn. Không, không có ai chơi Mua cái là cái kiểu của mình đã ông, mua tại cái ông gói nghèo, gói này người ta mua hết. Tại vì khi mà treo kênh cho 9 tháng không thấy mệt hả? thì ngày xưa em ăn ngủ ở trên live em ngủ như heo rồi, cho nó Thì giờ cũng không vậy có đâu, nè, ăn ngủ trên kênh ông nè. mà giờ này em thăm mệt, anh đang làm anh Không đang phải đang cứ mệt. chơi vậy chứ Không phải chứ em mệt, đi mua mình giờ 9 tháng ông không nghĩ đăng lên video nó quan trọng hơn là ngồi trên đây không? mà thầy làm cho chơi, làm cho vui mà, chứ đâu có quan trọng. Mà tại vì mình có mình ngày xưa mình không có quen biết trọng, hay là khi giờ mình có biết trọng mình có thể mình mua mình chơi, ngày xưa mình không quen biết mình mấy người người ta làm đó thì mình cũng phải làm như bây giờ, lúc thì mình đâu làm mình là cái khác, xưa nó Người có ta cái đâu có, người ta bảy già già đồng vật đất đâu bao giờ mà ngồi trên live cái kiểu mình đâu. xe đầu người Đức, nó cũng biến mà, nó cũng đi xe, nó cũng sức mà. Ta có ngủ trên live không? Ta chỉ treo cái live của người ta 1 tiếng đồng hồ hoặc 45 phút rồi. Còn chỉ hai tụi mình tự nhiên ngủ ngơ ngác. Bởi vì 10 mới nói tài, nó ngủ 12 tiếng rồi, ngồi nó ngủ 12 tiếng nữa trên live gì kìa. Dạ, tại em có khả năng ngủ đó chị ơi. Chị ơi, 10 ơi, ta có khả năng ngủ trên live với chị ạ. Còn chị ngủ với chồng rồi qua Việt Nam với người yêu thì chị khác, em khác, mỗi đời sống khác. Vì sao mà Là người chị ta ngủ lên live được? Chị ngủ kế bên chồng hay chị ngủ kế bên yêu, người yêu? Còn ta ngủ trên sofa, người ta 12, 24 tiếng, năm qua năm, trời qua trời. Bà nói là con, bởi vì bà ghen, bà đâu có ngủ mình ơ đâu, bà có hai mình, bởi vì bà ghen, mỗi lần bà thấy mình ngủ vậy, bà ghen dữ lắm à. Bà còn chê phai mình á. Chê phai nó hay sao, ngủ trên live hoài. Vậy ngủ với ai? Ta ngủ với đâu có ai? thể nào đi mua mà bà đi mua mà làm kênh ấy mà đâu phải đâu, Thì bả đâu đâu có thể bả đâu có BKT đâu. Mình lên kênh bả mình nói trời, 30 người coi ha, mấy người coi, một số người coi sao không BKT đi ăn tiền đó. Bả thả xin tiền, gọi là xin tiền, người ta cho 500 hay lô tô hay khỉ khô, chứ bà còn bả ăn lời của YouTube thì bà không chịu. Mấy xu của bà tiện nhỏ, bởi vì bà không biết thích chơi cái trò đó. Ủa, trò mà
cái thà bả cho người ta gửi tiền cho bả vô thẳng nhà băng thì ok, còn YouTube qua cái chương trình đó bả chỉ lấy YouTube để quảng cáo bả thôi. Rồi bả nó xí mà bả sẽ ngủ trên live. Tại sao? Tự nhiên ôm chồng mà ngủ trên live làm sao? Để mình về bỏ nhà mình ôm ông rồi ngồi lên live nha, để cho người ta ngứa mắt người ta. Nổi tiếng rồi Mai này. Trần, Mãi Trần á, ôm vợ ở trên live với năm đứa con nó mắc mớ gì vậy? Hả? Có luôn hả? Không lên Đang hả? đang đang muốn biết qua Bởi vì xem mình nói với Mai là em của mình, em mình quá là đẹp luôn á, ôm vợ rồi năm đứa con đó. vậy hả? Không Cái đấy lên chắc nổi tiếng vậy rồi mà đấy. gọi là bạn của bạn, không lên kênh của người ta. Rồi mình còn lên mà lên cô hai nữa, nhưng mà không biết cái kênh nào, nhiều kênh quá, mình lên 2-3 lần không biết Không ký kênh nào. nhấn nhấn vào cái kênh của cô hai, nhấn vào đấy cái xong rồi cô ấy không có để Một lại bình luận dưới đâu, rồi vì cô ấy không có biết, đống cô ấy không có người thấy ủng cái hộ luôn, mình không hiểu luôn ấy, cái kênh gì có vậy, gì lắm. Vậy giống như là anh Thủy nhấn Tiên vào, nữa, thôi gì vậy. dưới tiên Thủy Tiên 10.000 sub mà chỉ mấy video toàn live xong rồi xóa, live xong rồi xóa. Mình không hiểu mấy người chơi cái kiểu gì vậy. Rồi cô đó, nhấn hai nữa, vào tự xóa đi không? nhiên cô hai cái kênh gì Đánh like subscribe xong rồi rồi xóa em, để nhưng mà không thấy video like kỹ xong rồi khô xóa gì đi làm nhá. sao ạ. Phải like xong rồi xóa đi để tránh khi đấy tụi kia nó vào nó xem lại video, nó ban lại, nó lấy bằng chứng nó ban lại. Ban là biết được, có nghĩa là Nè tụi mình nó lấy làm chứng nhận còn chủ. mình lên live mình còn giữ live nữa, rồi làm video ra cái live nữa để mình up lên nữa, kênh này kênh nọ kênh kia, mình làm chơi cái trò vậy đó. Vừa đang nói chuyện nãy giờ nói chuyện với ông, tôi đang quay nè, để hồi tôi up lên lại tôi Gì bắt đó nẹt cái nhỏ Ngọc Bích một gùi ở Nam Bình á, để tôi nhớ miết, tôi có cái video tôi nhớ miết nó chơi xỏ tôi năm rồi mà tôi không dám lên tiếng nhiều. Tại sao phải không? Tại người ta hiền, A Di Đà, A Di Đà. Nhưng mà trí nhớ vẫn còn nhớ nha, đừng nghĩ là quên nữa nha. mà dù gì cũng là 7-8 tháng nay rồi, gần năm rồi, nó A quá Di quá quá Đà quá Phật. gần giờ Rồi người đó bây giờ làm Lý Nhân Kỳ đi tháng tìm nay ông rồi, gần kìa. năm rồi Một qua rồi người đây. thôi, Lý Nhân Kỳ là Ngọc Bích á. Nhưng mà sao nó vào kênh anh, nó vào kênh anh, nó đâu có nói gì đâu, chả hỏi Bởi vì hỏi gì không gì nói gì giờ người ta ghét quá rồi, ok, bởi giờ không để ý đến người ta. Rồi giờ người ta 9 tháng 10 ngày rồi, hết. bởi Có vì người làm không? ta Cái mang này có bầu làm cho cho nó ông mệt rồi, không? người ta lên giận người ta đó, Có chơi làm cái cho nó kiểu gọi là bắt chơi cái kiểu khác, chơi hiền á, không để ý, giờ người ta chơi dữ. có làm được drama hả? Dạ. Không biết nhắm tay chuyển lộ được không? No, mình nói nghe, cái bà Lý Văn Kỳ của ông á, là Ngọc Bích á. Không biết được nó là cha nó không đúng hay không chứ. Khi muốn làm cái gì đó mình Cái phải giọng biết nói cái y hệt thực trạng của à, người đấy. địt mẹ mày á, Nó ở đó. đâu? Quan trọng nó ở đâu á? Nếu bây giờ chẳng hạn như là em chỉ cần biết là nó ở đúng đấy thôi, tra ra đúng địa chỉ nó luôn. Nó Thà thì chắc đó, chắn nó còn tìm hắn này. Ngọc Bích Mày đó ở là đâu Lý đâu, Văn đúng đấy, Kỳ của tao ông á, ông có lịch sử với người em ta, người tao ta mới thì chơi xỏ ông, hắn chứ ông không có lịch sử người ta chơi xỏ ông, người hắn ta đâu biết, ông ta đâu muốn thèm biết. Còn này ông đã có lịch sử đó rồi, hiểu không? Những chuyện gì mình làm mình đã có lịch sử hắn rồi, kiểu bởi vì em tra nó những thôi chứ người còn tìm nào tụi mà vô tao là nó thì ém không mình á, mình biết hết, tại mình có lịch sử với người ta, người ta mới chơi xỏ cái kiểu đó. nó. Coi lại Thế kẻ thù và người yêu, người nào mình không yêu mà mình ở miền Bắc để người ta yêu quý rồi không có quý lợi thì người ta chơi xỏ ông vậy thôi, người ta lấy cái tơ kênh khác rồi người ta đặt, rồi người ta làm khó làm dễ ông. Chị mày ai mà nói miền Nam mà nói cái kiểu đó, người ta cãi lộn như nào ra với thì nhau là mày người tao, mày chết với tao á nha chắc mày, chắc còn ở trên miền Bắc cái chị mày địch mày. Ồ trời ơi, thì bả chứ ai nữa, bà Ngọc Bích nữa. Hôm qua cô hai đã nói rồi, ok. Cổ là miền Nam, mình nghe là mình thấy biết là cổ miền Nam, ok. Nói thẳng thắn là vậy. Còn người ở trên miền Bắc, có người chị giống một cái mày, gọi em mày, người chồng mình mất tiêu. phố ở Sài Gòn. Ai?
Vậy sao mà nhắc nhở quỷ ra hoài vậy? Yêu thương nó, cưới nó làm chợ vợ đi. Trời ơi, đem bạn bè vô. Chắc nó mà nhắc, cứ kêu nhờ anh em hạnh để cha cho nó ở xí cô hồn, người ta nhiều thì giờ để người ta treo kênh, người ta nhiều thì giờ để nói chuyện khác. Nhỏ đó không có giá trị. Tưởng minh tinh nào giàu sang phú quý cho ông 200, 300, 400, 1.000 đô trên super chat thì mình còn quý, còn nhỏ này không có gì hết nữa, phiền muộn rồi còn còn nhắc tới nữa, bệt hơi nữa, nó mới ngủ dậy mà hơi mà nó mất tiêu rồi. Tưởng quý phái người trao mình cả ngàn tờ đô ở trên super chat hay gì, trời ơi, nhắc đến một người vô hình. Người nào mình quý phải không, mình dám super chat mình, nó nói trời ơi 2.000 đô của người này hai người ủng hộ bên Mỹ hay vậy. Ok, quý và nhắc miết tới người đó. Còn này ma cà rồng, xí câu hồn, ai mà để ý. Dạ, mình lấy cái kênh gọi là Lý Tiểu Long rồi mình đi đi cua nhỏ quỷ đó, đó cái đó mấy quý Lý Tiểu Long ai làm cũng không được. Có làm Lý Tử Long à? Gì đợi người ta nói miết rồi giờ mới mới nhớ lời nói con cha này chả đang làm gì đấy, mình coi anh chả làm cái gì á. Làm Lý Tử Long thầy buổi bây giờ làm Lý Tử Long khổ lắm, phải mấy anh em đông. Mình thức dậy nè, bây giờ mình phải thức dậy. Bây giờ mình phải end cái video của mình, cái live của ổng thôi. Cảm ơn tất cả các bạn ha, chia sẻ đề tài giác sáng của thứ bảy của mình ha. Các bạn nào mà có ý kiến gì bỏ xuống comment ha. Các bạn nào chỉ nói hello thôi cũng bỏ comment, khỏi cần nói nhiều ha. Mình thức dậy, mình không có ác mộng gì hết, nhưng mà mình thức dậy đầu óc mình nó suy nghĩ vậy á, về cái ông này, ông này nói vậy đó, rồi giờ mình tiếp theo vậy thôi. Phải mỗi lần sáng thức dậy á phải đề tài rất là vui vẻ. Còn cái ông này đề tài của ổng là về gái khác, gái gú khác, bởi vì mình cũng bị ảnh hưởng ha. Nhớ nha, phải gặp bạn rất là đề tài khác ha, giống như nấu bánh xèo hay là nấu chè cho con ăn. Còn cái ông này gú gái, gái gú của ổng ấy, mình dậy giấc sáng rồi mình cũng giấc tối trước khi ngủ cũng gú gái gú, rồi giấc sáng mình đi dậy cũng gú gái gú, mốt mình thành BD luôn, hormone luôn á, là tại ông này. Tại trước khi đi ngủ giấc nhắc đến gái, rồi thức dậy cũng nhắc đến gái nữa. Bởi vì khi mà trước mình là tài giỏi về học á, là ôn bài trước, rồi khi thức dậy cũng ôn bài nữa. Vậy là mình giỏi là vậy đó, là mình biết bài tập mình trước khi mình đi ôn, rồi dậy mình cũng phải ôn bài nữa. Đó là học sinh xuất sắc, là tự học, có không họ cần giáo sư kèm khỉ khô gì á. Trong quyết tâm của mình phải thành công trong cái đề tài đó, thì trước khi đi ngủ mình ôn bài đó, ôn bài tập đó, rồi sau khi mình thức dậy cũng ôn bài tập đó, là nó ém ở trong đầu óc của mình là niềm thương, niềm gọi là thương và quý của cái đề tài mình đang học. Còn này vừa đi ngủ đề tài là Lý Văn Kỳ, khi thức dậy cũng Lý Văn Kỳ, rồi muốn mình BD ổng nói em là một người bội bạc. Phải rồi, tại vì anh thực tập mình trong hồi đó tới giờ 9 tháng 10 ngày là thực tập mình Lý Văn Kỳ. Bởi vì mình BD cũng được, bỏ ông là phải rồi. Tại vì khi đi ngủ là Lý Văn Kỳ, thức dậy là Lý Văn Kỳ. Còn ông là ai? Người vô hình, đâu cần chung thủy. Ok, giờ các bạn biết rồi ha. Chia sẻ về phải gọi là tập lại cái đầu óc của mình. Bởi vì trong chùa thường xuyên á nó dạy á là một câu mà nhắc miết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phải không, một câu mà nhắc miết
để cho cái tâm hồn mình chỉ nhắc một câu thôi, không có nhắc đến người khác hay là cái gì hết. Thì một câu mà nhắc chữ A, rồi Di, rồi Đà, rồi Phật, rồi sao? A Di là Đà Phật là gì? Không có ý nghĩa gì hết. Mà chữ Phật là biết rồi. Bởi vì không có ý nghĩa, nhưng mà nhắc biết để cho mình ổn cái tâm hồn mình với một câu thôi. Thì khi đi ngủ mình phải nhắc biết, rồi khi thức dậy mình phải nhắc biết. Còn cái ông này, trời ơi các bạn ơi. Ok, xin chia sẻ đề tài hôm nay. Và xin gặp lại, hẹn lần sau. I'll see you later and have a great day. When you go to sleep, make sure that you repeat a phrase that relates to your own standard of living. And then when you wake up, you make sure that your thought and processing is of the same. And so you have a concrete daily life of what you want to do for the day and for the rest of your life. Thank you and see you next time. Thanks for tuning in. And leave a comment. I will return your comment. Goodbye. Adios. Au revoir. Sayonara. See you later. Bye-bye.